Vậy là cũng đến lúc phải chia tay rồi ha. Khi đi thì đông đủ quá trời luôn, khi về thiếu có mình anh à. Vậy cũng đỡ, có mấy đứa ngồi trên xe đỡ chật xe hơn. Anh vô có Đừng có dụ dỗ anh mà. Anh đàn ông anh mạnh mẽ lắm, anh không có khóc đâu. Mấy đứa về rồi, anh nhớ mấy đứa lắm. tụi em cũng nhớ anh nữa. Mấy đứa nhớ rảnh á, nhớ về quê thăm Tụi em biết rồi. nha. Đừng có khóc nữa. Suri à, em nhớ chăm sóc cho Hoàng Lan nha. Anh nói gì kỳ vậy? Nhớ nha còn gì em nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có để bệnh á. Mình không còn bên cạnh để chăm sóc cho Dê đâu. Mọi người lên xe đi. Nhớ đừng có quay lại nhìn nha. Mắt công mình khóc lắm. Đi đi. Là đừng có quay lại nhìn mà. Cháu Tuấn à, Sao đâu, mình đi thôi. Hình như mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vậy là mấy đứa bị mắc kẹt ở một nơi mà phép thuật không hoạt động được phải không? Dạ. Dạ đúng rồi đó ông. Khó chịu với bực bội gần chết luôn á. Hên là có ông chú chị Hoa Hồng đang tới á, không là không biết làm sao luôn. Tại chú không tìm được tụi nhỏ, cho nên đã nhờ qua Hồng Đen tìm trong quả cầu phép thuật. Vậy tóm lại chuyến đi này của các con không có gì vui hết sao? Đâu có, vui lắm bà. Con thấy đây là chuyến đi vui nhất từ trước tới giờ đó. Vui gì mà vui, chỉ có lúc ông chú chị Hoa Hồng Đen đến là chị mới thấy vui thôi. Tại chị không có bạn bè nên chị đâu cảm thấy vui. Mọi người về rồi hả? Con đứng lên xoay cho mẹ con coi. Xe cho mẹ con coi. Xe mẹ con coi. Con đứng xe mẹ chắc mặt quá. Con đứng xe mẹ ơi. Con ăn chắc mặt rồi hả? Trời ơi. Đâu rồi. Mẹ có gì vậy mẹ? Mẹ kiếm cục lửa. Mẹ nghe nói bà Hoàng Lan nói rằng á là cái gì đó mấy đứa đi chơi sẽ bị cháy nám đen thui gì đó. Từ nãy giờ kiếm cục lửa hoài không thấy thì sao mình mấy đứa cháy nám đen thui được. Thôi. Ơi đứa con cũng mệt rồi, nên kiếm chỗ nằm nghỉ đi. Chú đi vô phòng, tôi muốn nói chuyện với chú. Chị Chi, bà đây. Người ta cháy nắng chứ không phải là cháy nám. Ngủ quá. Cháy nắng. Em suy nghĩ hoài, cháy nắng là phải có cục lửa. Còn lại cháy nắng là đâu cần cục lửa. Ghê mẹ mà. Chú có chuyện gì vậy?
anh về rồi hả? Đâu rồi? Tụi nó đâu? Cái gì bỏ khó khải tụi nó? Tụi nó là tụi nào? Tụi nó đó. Thì anh nói rõ ràng tụi nó là tụi nào? Tụi nhỏ. Ngọc Yến, Hoàng Lan đâu rồi? Nghe rồi. Nó về rồi đúng chưa? Anh nghe tin nó về, anh vội vàng chạy về đây liền nè. Thì nó về rồi mà có chuyện gì vậy? Nhớ con chịu nổi. Trời đất ơi. Nhớ con nhà kiếm con mà mẹ coi đó. Nhà kiếm ăn trộm nè. Nó đâu rồi? Tụi nó ngủ rồi, nó ngủ trên lầu ở trên rồi. Nó ngủ rồi hả? Để con đi. Đi đâu vậy? Lên hung con của con. Trời ơi, nó ngủ rồi mà hung cái gì? Không sao, con dựng đầu nữa chạy con hung. Có. Nhớ. Đừng có hung nó, con người mẹ đáng yêu này nè. Thôi mẹ nhăn lắm, con hung đâu. Trời ơi, đi ra sao nó nói chuyện? Con là sao? Mẹ có thương con không? Tại sao mẹ không cho con thương con của con hả mẹ? Trời ơi, tô bánh mì nó đâu mà mày xuất hiện ra đây chị hả bạn kia? Mày con xuống làm ta cái lên. Thôi anh, mày đi đi sao vậy? Nè, mày nói chuyện quan trọng đây nè. Chuyện gì mà? Chuyện bên nhà Suri á. Nhà Suri làm sao? Ừ, mẹ có nói chuyện với ông của Suri. Mẹ nói như vậy nè, mẹ nói là nếu như hai nhà mà cùng đi chơi chung á, mà không có Chini, sao mẹ thấy kỳ kỳ. Quá đúng kỳ. Đó, mẹ nói chuyện với ổng á thì ổng rất là bình thản con. Thậm chí ông còn nói như vậy với mẹ nè. Ờ, không có Chini thì có Chi Chi cũng được vậy. Sao được? Cái tên Chini, Chi Chi đập gần giống nhau thôi, nhưng mà là hai cái tên khác nhau. Sao mà tự nhiên giờ không có Chini thế Chi Chi vô? Mẹ ơi, nếu mà như vậy thì con tin rằng cái nhà của nó đang có vấn đề. Con nhớ rồi, cha Ru cũng khẳng định với con, tức là Chini á không có em gái. Các con. Dạ. Mẹ muốn nói điều này. Dạ. Điều tra cho ra lẽ. Yes, madam. Có vẻ anh hơi mệt đúng không anh? Không có gì đâu. Nè. Quang đây. Con có bận gì không? Đi nhậu nha. Sao vậy? Không được hả? Không, không phải. Vậy thì đi. Nếu cần người nói chuyện á thì mày cứ đấy tôi, rồi tôi sẽ. Thôi, cô chỉ cần ngồi nói chuyện với tôi như vậy là được rồi. Chứ mà chuyện này nói ra thì cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi thiệt là những nhà nghệ thuật như chúng ta mới học được cái thứ tình cảm của loài người có bao nhiêu đâu, mà bài đặt yêu. Bài đặt yêu. Nè, ngon nè. Khi mà cô học được thứ tình cảm của loài người, cô có nghĩ là mình sẽ thực sự yêu ai không? Như vậy là tốt. Tôi khuyên cô với tư cách là người đã đi trước,
người đã đâm đầu vào và không thể nào rút ra được. Đừng có yêu, cô đừng bao giờ yêu, bởi vì yêu khổ lắm. Biết vậy là tốt. Thôi, tôi đi ngang đi. Con sao không mày? Đi về được không? Không sao, không sao, tôi về được mà. Đường đường mấy tung hoành bốn phương, làm sao mà một mình về không được chứ? Không sao, không sao cả. Về trước nha, tôi đi về. Về. Không sao không mày? Không sao, không sao. Tôi khẳng định với cô một điều là tôi không thể nào về một mình được. Đợi tôi một tí. Cẩn thận. Có sao không mày? Không sao, tôi không sao đâu. Qua ông Đen đừng có đưa tôi về nhà nha. Trời, không đưa về nhà, đưa đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là đừng có về nhà trong lúc này. Chỉ cần một chỗ nghỉ thôi. Bởi vì bây giờ mà tôi về nhà với bộ dạng như thế này thì biết ăn nói với tụi nhỏ làm sao. Được rồi. Xỉn còn xỉ diện nữa. Đi. Đi. Sao vậy? Sao không đi tiếp nữa? Không có gì đâu, đi. Cô ơi, tiền hỏi cô ơi. Anh có thấy hai người, một người nam một người mới ra đây không anh? Sao anh? Thầy trai đó, thầy trai nó mặc đồ giống như bệnh vậy. Tôi nghe bây giờ. Ông nhìn kìa. Nhìn đấy. Ông mày vui quá chị ơi.
Thôi tôi đi về đây. Anh ơi, mày tỉnh chưa mà đòi về vậy? Thấy cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà về phải làm một giấc nữa mới khỏe. Chà Ru, lo làm ăn nghe chưa? Không được quậy phá nghe chưa? Đi đây. Chà Ru, hả? Mày đi theo mày đi. Cái gì em hả? Trời ơi, chứ lẽ tao nói ai vậy? Thôi, em đâu có ương trả đâu. Tự nhiên ba em đi theo thôi, em chịu. Cái gì vậy? Mỗi lần tao nói là mày cãi lời là sao vậy? Hả? Nhưng mình không có nhân nhị gì hết á. Nghe tao dặn nè, bây giờ mày bước vô nhà thì mày mới được về, nghe chưa? Nhưng mà sao? Bây giờ tao hỏi mày cái gì không? Hả? Đi đi. Nhanh lên. Thiệt tình. Mệt cái bà Hoa Hồng Đen này ghê vậy đó. Càng ngày làm mấy cái chuyện không đâu với đâu không à. Còn cha mày đâu rồi? Cái gì đó tôi ngồi vậy? Cái gì vậy? Anh mày. Anh mày gì vậy anh mày? Mất đi đâu vậy? Anh xin lỗi em thấy là có bình đi đâu lên. Cái bà Hoa Hồng Đen anh bực bội bà lắm. Bây giờ bà làm cái chuyện khó coi lắm. Tự nhiên bắt em hả đi theo anh. Khi nào anh vô trong nhà rồi em mới được đi về. Vậy hả? Ừ. Vậy là đây. Dạ. Không xuống. Chi vậy? Cộng tôi về chứ gì? Trời anh riết là làm chuyện khó coi luôn kìa. Cộng không? Ê, dạ cộng. Ôi chứ kì vậy tự nhiên. Hơn cả trời. Trời. Con đang làm gì đó nha nghe? Dạ, con đang ngồi suy nghĩ chút chuyện thôi mẹ. À, mẹ biết rồi. Con đang nghĩ về Châu Tuấn đúng không?